mình đang thấy bộ này là bộ Aiwa dàn đại ha, model nó là Z2008. Cái này thì có karaoke nè, cái này có karaoke nè, có chỉ mix chép đồ echo ha. Thì trước đó thì con này thì nó bị hư CD rồi nhá, cơ CD bị hư rồi, mình đang test qua điện thoại. Thứ hai là con này không có e căng, mất e căng ha, mất cái lưới nè ha. Con này thì dàn đại bass 2 tấc nhá, loa thì 4 đường tiếng 32 chép lần âm rất là sáng ha. Con này bass đánh rất là sâu nè, con này mình bán nhiều rồi thì thôi, thì nó tật lỗi thì bán rẻ cho bác nào không có nhu cầu chơi CD, mình nghe qua điện thoại máy tính giống như mình nè ha, đang nghe điện thoại nè, được chưa? Thì hoặc là nghe xuống từ lấy âm từ TV xuống, hoặc là thiết bị thứ hai á thì là mình chơi. Tổng thể ngoại hình thì cũng còn sáng sủa đẹp lắm, loa thùng thẳng thiết đâu thì cũng còn vuông vắn ha. Dàn thì cũng khá bự, gạch này 50, nó gần hai viên gạch thì chạy ra nó không tám mấy, gần 90, thấy chưa ha, nó gần 90 á. Bên này nó dư ra một chút thì chắc cỡ đâu 86, 90, 87 gì đó ha. Cao loa thì hơn 2 gang tay, cỡ tầm 48 nha. Mặt hậu nè, mặt hậu thì vuông vức đẹp ha. Mặt hậu loa nào cũng vậy ha, rất là khô ráo. Nói chung là anh em nào không có nhu cầu chơi CD rồi không nặng nề thì chơi nó được. Đánh bass rất là hay á, bass sâu lắm. Con này thì chỉnh bass chép nè ha, đây nè, mức tăng của chép nè, tăng chép nè. Ai qua thì được cái là nó chỉnh được bass chép đó, bass nè, mất bass rồi đó, bass 1, bass 2 nè. Này volume bass chép ha. Đây là đường CD thì hỏng rồi nè, đang nghe qua điện thoại nè. Bác nào thích thì alo cho mình ha. Thì ngoài ra thì con này nó chạy đa điện nha, con này chạy 4 dòng điện, mình không phải tốn như thế, mình đang để mặc định ở điện 220 nè, con này chạy 4 dòng là 100, 110, 230, 240 ha. Thì mình đỡ cục biến thế rồi. Anh em nào con này thì bắt cặp loa nó thôi, cặp loa rất là bự ha, được 3 đường tiếng âm khá là hay rồi. Bác nào thích thì alo cho em nhé, vậy ha, chào mọi người.